Chào thầy các bác và các anh em, có rất nhiều các anh em là đang dùng cái dòng vang số DK 9000 mà cái bản chạy phần mềm Trung Quốc và ba cái phím cách nhau dạng như này. DK thì như vậy nó có hai bản, một bản là như vậy là ba cái phím, trong đó có phím nhạc mix effect liền nhau, nó chạy phần mềm khác, và đây là bản DK 9000 mà ba cái phím control, phím mix và phím music nó cách nhau. Thế chạy cái phần mềm Trung Quốc thì có rất nhiều các anh em hỏi em là như vậy, là xin phần mềm cũng như là phương pháp căn chỉnh và thông số. Thì hôm nay nhân tiện căn chỉnh cái vang số cho bác Thành Chứng Minh này thì là em chia sẻ các anh em để các anh em có thể nắm bắt được, để mà tự mình căn chỉnh cái vang số này được tốt hơn. Và đối với một người thợ ấy thì phải cố gắng làm sao mà khắc phục cho các anh em ở mức tối đa nhất để cho các anh em có thể sử dụng được. Chứ không phải là như vậy là các bác anh em đang dùng những chiếc vang số bình dân rẻ tiền này thì lại là bảo các anh em là phải bỏ đi hoặc là phải nâng cấp với chiếc vang khác, mà sẽ cố gắng như vậy là sẽ khắc phục theo cái tính chất là cài đặt ở cái mức tối đa nhất để cho các anh em sử dụng. Thì bây giờ em sẽ thử luôn mic này, thử luôn mic để cho các anh em có thể là nghe được cái chất mic. Bây giờ thử luôn mic. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Thì đây nó là cái phần mic này. Đầu tiên các anh em có thể tham khảo về cái phần mic em căn chỉnh này. Tiếp đến là phần effect. Đây là phần effect. Cái volume của effect là 98 nhá. Đây là phần mic này. Đây là phần effect và đây là cái phần nhạc. Đây là cái phần nhạc này. Đây là phần nhạc. Ở chỗ này thì là để tối đa là 100, tức là chúng ta đặt cái giới hạn của phần nhạc tối đa là 100. Đây là phần main. Thì trong cái phần main này ấy, thì các bác có thể nhìn để mà tham khảo cái giải quay dơ. Thế còn đây, cái này ấy, nó là cái attack này, tức là thời gian tấn công. Cái 30 này này là thời gian tấn công. Cái này là cái tỷ lệ này, để 10 này. Cái này là cái theo sớt để 18 này, tối đa là 24 để 18 nhé. Cái này về là cái tỷ lệ. Đây là hai cổng đặt cái limit ở đầu ra ở trên cổng main nhé. Đây là đặt limit đầu ra trên cổng main, tức là cổng RL ấy. Độ dốc là 24 và cắt thấp là 65. Tiếp đến ấy là cổng counter. Đây là cổng counter này. Cổng sub này. Cổng sub thì cắt cao là 110. Cắt cao là 110. Và đây cũng là cái đặt đây là cái mục này này. Mục này là làm cái limit đầu ra trên phần sub nhá. Và đây là giải quay dơ này, đây giải quay dơ. Đây là cổng sâu dao này. Đây là cổng sâu dao. Thì nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số này thì các anh em có thể là tham khảo về chiếc vang số DK 9000. Khi mà các anh em có thể là căn chỉnh bằng phần mềm hay căn chỉnh bằng tay.